Xin chào bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với Tech Room. Ngày hôm nay thì mình sẽ điểm lại những cái điểm nổi bật trên phiên bản gần như là gần nhất với One UI 2.0 sẽ được cập nhật trên những chiếc Galaxy S10 ngay từ hôm nay và Galaxy Note 10 trong thời gian tới. Chiếc máy mình thử nghiệm trong video ngày hôm nay là Galaxy Note 10 phiên bản Việt Nam. Nếu ai hỏi mình đặc điểm nổi bật nhất của One UI thì đó chắc chắn phải là việc tất cả mọi thứ đều được bao công theo đúng như cái trend trong thời điểm hiện tại. Từ phần gọi điện hay là từng chức năng một ở trong cái giao diện tùy biến này đến từ Samsung thì đều được chuyển sang hình dạng bo cong hoặc là bo tròn luôn, tạo cảm giác nó rất là thân thiện. Nên là trên phiên bản One UI 2.0 thì Samsung đã làm những gì? Họ update cho toàn bộ hệ thống của mình, những bộ phận nào, những giao diện thiết kế nào chưa đi theo đúng cái xu hướng thiết kế, tất cả mọi thứ đều được bo cong theo kiểu circle này, thì toàn bộ những phần thiết kế đó sẽ được chuyển từ dạng thẳng sang dạng cong. Thay đổi thứ hai về mặt giao diện trên chiếc máy này trên One UI 2.0 mình dễ dàng nhận biết được chính là về việc thanh thông báo trạng thái. Vuốt một lần đầu tiên thì chúng ta vẫn có một hàng ứng dụng cơ bản, cùng với đó là hệ thống thông báo. Vuốt thêm một lần nữa mà điểm hay, từ 3 hàng tùy chỉnh nhanh như hồi xưa thì chúng ta đã chuyển sang thành 4 hàng. Như vậy chúng ta sẽ tùy chỉnh được nhiều hơn. Theo mình, cái thay đổi quan trọng nhất của One UI 2.0 chính là việc giao diện camera một lần nữa đã được làm lại hoàn toàn và khác biệt rất nhiều so với giao diện cũ. Tất cả những cái dạng thiết kế này đều là bo cong hết, ví dụ như Live Photo, Live Focus hay chế độ chụp hình, chuyển đổi camera, các loại cài đặt phía trên đều được chuyển đổi thành dạng Live Art. Với mình thì các cái biểu tượng này trông đẹp hơn và bấm cũng dễ dàng hơn bởi vì nó trông to mà. Hai thứ mà chúng ta ít dùng tới đó chính là phần Bixby Vision và AR Emoji thì được đổi sâu bên trong phần More khi đầu cần thì mới lấy ra dùng. Còn lại thì nó sẽ không còn chiếm diện tích phần trên của camera gây rối rắm nữa. Một điểm hay nữa, khi ở chế độ chụp ảnh ấy, các bạn dùng hai ngón tay để zoom thế này thì các bạn sẽ khó điều chỉnh chính xác là sử dụng ống kính nào, thì chúng ta sẽ có cái nút ở dưới này gồm 0.5x, 1x, 2x và 10x để mà dễ dàng tùy chỉnh được mức độ zoom của sản phẩm đúng như từng ống kính, bao gồm ống kính góc rộng, ống kính thường, ống kính tele, và khi trên 2x là zoom số hoàn toàn. Phần đa nhiệm của One UI thì không có quá nhiều update. Phần gần như là thay đổi nhiều nhất là các bạn khi chạm vào ứng dụng này thì những tùy chỉnh cài đặt liên quan tới đa nhiệm của sản phẩm được đẩy xuống phía dưới thay vì nằm ở giữa hơi khó thao tác, thì đẩy xuống phía dưới này dễ dàng thao tác bằng một tay hơn, sử dụng ngón cái dễ dàng đơn giản hơn. Đây, đó chính là phần tiện ích số của sản phẩm này đều được làm lại toàn bộ để chúng ta theo dõi được là chúng ta sử dụng cái sản phẩm này ở từng ứng dụng bao nhiêu này, và nó khác hoàn toàn với chế độ cũ. Chúng ta còn thêm chế độ Focus và chế độ tùy chỉnh cho trẻ em sử dụng để bố mẹ điều khiển chiếc máy được thuận tiện và bảo vệ con em khỏi những nội dung độc hại hay là sử dụng điện thoại quá mức. Cùng với phần Digital Wavelength thì phần thiết bị chúng ta cũng được thay đổi hoàn toàn. Phần pin này, bộ nhớ hay là bảo mật của thiết bị cũng được làm lại để chúng ta dễ dàng quản lý hơn. Cái phần giao diện cài đặt quản lý thiết bị của Samsung thì có vẻ hơi cũ rồi, nên là lần này là một thay đổi khá là lớn. Chúng ta kiểm soát được nhiều hơn thông tin trên thiết bị này. Một người mà thích những thứ màu mè hay là chuyển động như mình thì phần đồ họa 2D trên cái hệ điều hành One UI 2.0 mà Samsung đã tiến hành cập nhật cho cái phần Device Care này theo mình là rất cần thiết, và nó giúp cho cái thiết bị của mình trông mới mẻ và hiện đại hơn. Trên One UI thế hệ đầu tiên thì một trong những thay đổi quan trọng chính là chúng ta đã ẩn được ba phím biểu hướng đi thay bằng thao tác cử chỉ. Nhưng mà mình không thích cái ba phím đó của Samsung lắm vì vuốt từ cạnh đáy mà những cái máy khá là nặng như Note 10 chẳng hạn thì đôi khi nó bị chúi ở đầu trên, nên lần này Samsung đã trang bị thêm một cái phần vuốt nữa đúng như là Android 10 đã có. Các bạn truy cập vào phần màn hình này, kéo xuống bên dưới ở chỗ thanh điều hướng thì lần này chúng ta ở phần thao tác toàn màn hình sẽ có thêm một phần là tùy chọn khác. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cách để mà vuốt toàn màn hình, đó gọi là vuốt như truyền thống ba phím, hoặc là vuốt từ cạnh bên làm phím back và vuốt ở dưới giữa để mà làm đa nhiệm. Mình vuốt từ dưới và giữ ở giữa để mà chuyển vào đa nhiệm và vuốt cạnh bên để mà phím back. Cái này thì thật ra là trên Android 10 là có sẵn và Samsung chỉ thêm vào hệ điều hành của mình mà thôi. Điểm đáng tiếc ở đây là Samsung không thêm luôn cái vạch mà Google đã trang bị, bởi vì cái thanh đó nó giúp chúng ta chuyển đổi nhanh ứng dụng, thì máy Samsung trên One UI 2.0 không làm được chuyện này. Mình không thể vuốt để mà chuyển đổi nhanh giữa các ứng dụng được. Đó là điểm thứ nhất. Thứ hai là mình hoàn toàn không thể gọi được Google Assistant, bởi vì không có phím điều hướng ảo nữa thì chúng ta sẽ không có phím Home để mà gọi được Google Assistant ra. Một tính năng ít người quan tâm nhưng mình thấy rất hay, đó chính là quay màn hình trên cái One UI 2.0 đã được làm mới. Ở đây chúng ta sẽ lưu được âm thanh bên ngoài, âm thanh media hoặc là âm thanh từ cả máy luôn để mà đầy đủ. Ví dụ các bạn muốn làm streamer rồi ghi hình của màn hình, lưu cả tiếng nói của mình thì sẽ rất đơn giản với cái trình quay màn hình này. Đồng thời khi quay màn hình chúng ta còn bật cả được camera trước nữa để mà chúng ta làm những video hướng dẫn hay là thủ thuật hay livestream này nọ. Các bạn thấy nó sẽ có một cái phần camera trước ở đây để mà hiện hình của mình.
Ngoài ra thì One UI cơ bản là một bản cập nhật không quá lớn về mặt giao diện. Nó sẽ bổ sung lên những tính năng của Android 10 mà Google đã có, thì chiếc máy này cũng đầy đủ luôn. Ví dụ như phần chăm sóc thiết bị này, hay là kiểm soát quyền truy cập bao gồm việc cấp quyền mới thì chiếc máy này cũng có luôn. Ví dụ như phần vị trí và riêng tư được tách riêng ra để mà biết những ứng dụng nào đang truy cập vị trí của mình, và chỉ cho phép những ứng dụng đó truy cập một lần. Chỉ truy cập khi sử dụng ứng dụng, thì chỉ những tính năng về mặt bảo mật này Android 10 mới có, thì máy Samsung lên One UI 2.0 cũng được cập nhật đầy đủ. Thật sự là mình cảm thấy Samsung đang làm rất là tốt với cái hệ điều hành tùy biến One UI của mình. Nó tốt hơn Grey UX hay là Samsung Experience khá là nhiều. Nó thời thượng và đúng như những gì người dùng cần. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn có bất cứ vấn đề gì liên quan tới One UI 2.0 muốn hỏi mình thì có thể đặt bên dưới phần bình luận của video.